Chương 10, Kiều báo thù Trong quân có lúc vui vậy Thông dòng mới kể sự ngày hàng vi Khi vô tích, khi lâm tri Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương Tấm thân rầy đã nhẹ nhàng Chút còn ân oán đôi đàn chưa xong Từ công nghe nói thủy chung Bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng. Dưới cờ một lệnh vội vàng rủi sao ba quân chỉ ngọn cờ đào. Đạo ra vô tích, đạo vào lâm tri. Mấy người phụ bạc xưa kia. Chiếu danh tầm nã bắt về hỏi tra. Lại sai lệnh tiễn truyền qua. Giữ dàng họ thúc một nhà cho yên. Mụ quản gia, vải giác duyên. Cũng sai lệnh tiễn đem tin rước mời. Thầy sư kể hết mọi lời. Lòng lòng cũng giận, người người chấp uy. Đạo trời báo phục chỉnh ghê. Khéo thay, một mẻ tóm về đầy nơi. Quân trung gươm lớn áo dài. Vệ trong thị lập, cơ ngoài sông phi. Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi. Bác đồng chật đất, tinh kỳ rợp sân. Trướng hùng mở giữa trung quân. Từ công sánh với phu nhân cùng ngồi. Tiên nghiêm trống chữa dứt hồi. Điểm danh trước dẫn trực ngoài cửa viên. Từ rằng, ân, quán hai bên. Mặt nàng sự quyết báo đền cho minh nàng rằng, nhờ cậy uy linh. Hãy xin báo đáp ân tình cho phu. Báo ân rồi sẽ trả thù. Từ rằng, việc ấy phó cho mặt nàng. Cho gương mời đến thúc lan. Mặt như chàm đổ, mình giường dễ rung. Nàng rằng, nghĩa trọng nghìn non. Lâm tri người cũ, chàng còn nhớ không? Xâm thương chẳng vẹn chữ tông. Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân? Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân tạ lòng dễ xứng, báo ân gọi là Vợ chàng quỷ quái tinh ma Phen này kẻ cấp bà già gặp nhau Kiến bò miệng chén chưa lâu Mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa Thúc sinh trong mặt bấy giờ Mồ hôi chàng đã như mưa ướt đầm Lòng riêng mừng sợ không cầm Sợ thay mà lại mừng thầm cho ai Mụ già, sư trưởng thứ hai Thoát đưa đến trước vội mời lên trên dắt tay mở mặt cho nhìn. Hoa nô kia với trạc tuyền cũng tôi. Nhớ khi lỡ bước xảy vơi. Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương. Nghìn vàng gọi chút lễ thương. Mà lòng phiếu mẫu mấy vàng cho cân. Hai người, trong mặt tần ngần Nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui. Nàng rằng, xin hãy vốn ngôi. Xem cho rõ mặt, biết tôi báo thu. Kiếp truyền chư tướng hiến phù lại đem các tích phạm tù hậu tra. Dưới cờ, gươm tuốt nắp ra. Chính danh thủ phạm tên là Hoàng Thư. Thoạt trong nàng đã chào thưa. Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây. Đàn bà dễ có mấy tay. Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan. Dễ dàng là thói hồng nhan. Càng cay nghiệt lắm càng quan trái nhiều. Hoàng thư hồn lạc phát siêu. Khấu đầu dưới trướng, liệu điều kêu ca. Rằng tôi chúc dạ đàn bà ghen tuông thì cũng người ta thường tình nghĩ cho khi gác viết kinh với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo lòng riêng riêng những kính yêu chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai tróc lòng gây việc trong gai còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng khen cho thật đã nên rằng khôn ngoan đến mực nói năng phải lời tha ra thì cũng may đời làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen đã lòng tri quá thì nên truyền quân lệnh xuống trường tiền tha ngay tạ lòng lạy trước sân mây cửa viên lại dắt một dây dẫn vào nàng rằng lòng lộng trời cao hại nhân nhân hại sự nào tại ta trước là bạc hạnh bạc bà bên là ưng khuyển bên là sở khanh tú bà cùng mã giám sinh các tên tội ấy đáng tin còn sao lệnh quân truyền xuống nội đao. Thầy sao thì lại cứ sao gia hình. Máu rơi thiệt nát tan tành. a à, trông thấy hồn kinh phách trời. Cho hay muôn sự tại trời. Phụ người, chẳng bỏ khi người phụ ta. Mấy người bà cát tinh ma. Mình làm mình chịu keo mà ai thương. Ba quân đông mặt pháp trường. Thanh thiên, bạch nhật rõ ràng cho coi. Việc nàng báo phục vừa rồi. Giác Duyên vội vã gửi lời từ quy. Nàng rằng, thiên tải nhất thì. Cố nhân đã dễ mấy khi bàn hoàng. Rồi đây bèo hợp mây tan. Biết đâu hạt nội mây ngàn là đâu. Sư rằng, cũng chẳng bao lâu. Trong năm năm lại gặp nhau đó mà. Nhớ ngày hành cước phương xa. Gặp sư tam hợp vốn là tiên tri. Bảo cho hội ngộ chi kỳ. Năm nay là một nửa thì năm năm mới hay tiền định chẳng lầm. Đã tin điều trước ắt nhầm việc sau. Còn nhiều ân ái với nhau. Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì? Nàng rằng, tiền định tiên tri. Lời sư đã dạy ắt thì chẳng sai. Họa bao giờ có gặp người? Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân. Giác duyên vân dặn ân cần. Tạ từ thoát đã dời chân cõi ngoài.